Dạ, tiếp theo là câu hỏi cuối cùng của buổi hội thảo ngày hôm nay. Con xin kính xin thầy Thích Tịnh Hải từ bi trả lời cho chúng con một câu hỏi cuối cùng. Nam mô A Di Đà Phật, con xin thầy Thích Tịnh Hải cho con một câu hỏi. Chúng con tu pháp môn niệm Phật nhưng vẫn chưa tin vào hồng danh A Di Đà Phật, vào phần trợ duyên tụng kinh, lên vì là chưa tin vào câu hồng danh A Di Đà Phật nên vẫn cần trợ duyên tụng kinh Địa Tạng, chim sát, tụng giới và niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Con kính xin thầy giảng giải cho chúng con được hiểu là thế nào để khi xả bỏ báo thân, chúng con có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Con kính tri ân thầy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nếu mà chư vị muốn vãng sanh thì thôi bây giờ tin liền đi chư vị ơi. Nếu mà chần chừ sợ rằng khi vô thường đến, lúc đó muốn tin thì cũng không được. Xin thưa thực với chư vị, khi nghe nói là tôi cũng muốn vãng sanh nhưng mà chưa tin, tức là tin ít ít. Theo như Kinh Phật dạy, nhất là Kinh Vô Lượng Thọ, có tin ít ít thì ít ra gì chư vị cũng có chút thiện căn. Chút thiện căn tức là thiện căn ít, nên tin ít ít. Chứ nếu mà là một người cái thiện căn lớn, người ta nghe câu A Di Đà Phật người ta tin liền chư vị. Tôi tin, tin sống tin chết đây. Nhiều khi mà bây giờ có trả tiền tí để mà mua cái tin người ta, nói thôi anh đừng tin nữa, tôi chưa tí bạc, người ta không chịu đâu chư vị. Đó là những người có thiện căn lớn. Mà tin ít ít là báo cho chư vị biết là tại vì cái thiện căn của mình có ít ít. Hoặc là nhiều khi có nhiều, nhưng mà mình để cái thiện căn mình nó rải rác khắp nơi hết trơn. Vì lúc này mình đang làm việc mà, mình có phước báu mà, mình có danh gì đó, cái danh vọng gì đó mà mình đam mê vào cái đó, mình quên mất con đường giải thoát. Cho nên thành ra khi cái niềm tin ít ít như vậy, nó không có gom thu được những cái công đức lành của chư vị trong nhiều đời nhiều kiếp tu tập được. Nếu mà nghe những lời này, thôi bây giờ con xin phát tâm là con không tin ít ít nữa, mà con tin thật mạnh. Chư vị tin thật mạnh đi coi, có thể sau một tháng, tin mạnh lên đó chư vị. Sau một tháng nhiều khi chư vị hoàn toàn thay đổi ý niệm này. Dại gì mình tin ít ít để sau cùng mình mất vãng sanh. Mà niềm tin đâu có mất tiền mua đâu mà mình để tin ít ít vậy. Tự nhiên nó có sự thay đổi. Thay đổi lớn lắm đó chư vị. Bây giờ chư vị mới dùng những phương tiện khác, những pháp môn khác. Được thì tịnh hải này nói được, nhưng mà nếu chư vị hỏi Ngài Đại Thế Chí, Ngài là được, có thể chúng ta tôn vinh Ngài là Tổ sư Tịnh Độ Tông trong hư không pháp giới chứ không phải bình thường đâu chư vị. Ngài nói là tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, từ tâm khai. Ngài trình với Đức Thế Tôn là con chỉ niệm Phật, thành tâm niệm Phật liên tục. Con không có vay nhờ bất cứ một cái phương tiện nào khác. Sau cùng con tự khai tâm mở trí. Nhất định một người niệm Phật thì hiện tiền đương lai tất địch kiến Phật. Hiện tiền là những người nhất tâm bất loạn. Trong đời này được A Di Đà Phật hiện tâm thọ ký. Hình như là phàm phu chúng ta không làm được chỗ này.
tương lai tất định cái vật, tức là tương lai chúng ta nhờ cái tâm tin tưởng vững vàng, chí thành niệm Phật mà cảm ứng đạo giao, mười niệm tất sanh, ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, ta không thấy Phật cũng sẽ thấy Phật, ta không chứng đắc cũng sẽ chứng đắc, ta không thành đạo nhất định cũng thành đạo. Cho nên ngài Đại Thế Chí đó không còn bất cứ một phương tiện nào. Ví dụ như chư vị nói là con niệm Quán Thâm Bồ Tát, con cầu Quán Thâm Bồ Tát tới giải nạn cho con, được không? Được, tốt lắm. Chính đức Quán Thâm Bồ Tát có cái tâm gọi là tầm thinh cứu khổ, tại vì chúng sanh mê muội không chịu đi con đường giải thoát mà cứ trì neo ở trong những cảnh khổ như kinh, cho nên chịu khổ miên man. Lòng đại từ đại bi của ngài không nỡ nào thấy chúng sanh chịu khổ như vậy, cho nên nếu người nào thành tâm cầu nguyện ngài, ngài tới cứu cho cái ách nạn đó. Nhưng mà nếu mà chư vị về tới Tây Phương Cực Lạc rồi thì như ngài Đạo Thịnh và ngài các ngài đã nói, chư vị đại Bồ Tát trên cõi Tây Phương tới ôm choàng chúng ta, tại sao con lại có một cái phước đức, một cái thiện căn, một cái cơ may vĩ đại như vậy? Chư vị thấy không này? Ngài Đạo Thịnh cũng nói là ngài Phổ Huyền Bồ Tát tới ôm chồng lấy ta, tại sao con lại có cái thiện căn phước đức Mỹ Câu Dương lớn hơn ta gấp vô lượng lần vậy? Và ngài Hạnh Phúc còn nói là chính ngài Phổ Huyền đã gọi là đã hướng dẫn đại chúng trên cõi Tây Phương Cực Lạc là tuân tu cái hạnh của ngài, và ngài cũng là vị thượng thủ trên cõi Hoa Nghiêm nữa, mà ngài cũng dùng mười đại nguyện vương đưa chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị thấy chưa? Như vậy thì nếu mà chư vị mình niệm câu A Di Đà Phật thì ngài Quán Thâm cùng những vị Bồ Tát vĩ đại khác trên cõi Tây Phương Cực Lạc tới gia trì cho chư vị, làm cho chư vị vượt qua cái ách nạn của nghiệp chướng này mà vượt qua túc nghiệp luôn để đi về Tây Phương. Chư vị thấy cái công đức nào mà lớn hơn, cái lợi lạc nào lớn hơn đây chư vị? Cầu Quán Thâm Bồ Tát tới để ngài cứu cái nghiệp mà mình đang vướng nạn, vướng không có chửi. Còn niệm A-di-đà Phật, ngài cứu cho mình vượt qua cái túc nghiệp là những vô lượng vô biên nghiệp từ trong quá khứ bây giờ để mình vượt thắng về Tây Phương, gọi là băng qua nối nghiệp, hoành triệt ư ngũ thú, ác đạo tự bế tắc, vô cực chi tăng đạo, là cái pháp môn niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị thấy không? Cái nào lợi hơn đây? Rồi có chư vị lại dùng cái pháp là Địa Tạng Chiêm Sắc. Địa Tạng Chiêm Sắc là một cái chánh pháp của Phật môn chúng ta. Là một cái chánh pháp Phật môn chúng ta. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư là chuyên tu pháp môn Địa Tạng Chiêm Sắc. Một lần mà ngài cầu cảm ứng, tức là gieo quẻ đấy, tức là Bồ Tát là dùng cái quẻ để mà ứng chứng cho ngài là cái nào đúng cái nào sai. Ngài thành tâm lạy Phật, niệm Phật trên mười phương pháp giới. Ngài cầu Quán Thâm Bồ Tát ứng nghiệm cho ngài bằng cái phương pháp gọi là Địa Tạng Chiêm Sắc, thực ra là cái pháp gieo quẻ. Để biết được là cái nghiệp mình đang trổ thế này là thuộc về cái hạnh nào? Mười điều thiện mình có bị vướng không? Tham sân si mạng mình vướng không? Là do cái đời nào mình tạo ra cái nghiệp nhân để sinh ra cái này? Tức là ngài quyết lòng phát nghiệp. Một đời của ngài là quyết lòng phát nghiệp, là một vị đại tổ sư mà. Nhưng xin thưa với chư vị, đến cuối cùng rồi thì chính ngài Ngẫu Ích Đại Sư, ngài là thực là một vị thiền sư. Ngài tu hành rất là chân chánh. Ngài ngã một căn bệnh, đưa đến cái chỗ là coi như mê măng bất tỉnh, nằm thở hôi hấp để chờ vãng, gọi như là chờ mãn báo tăng tắt khơi ra đi. Tứ chúng đồng tu nhìn ngài mà rơi nước mắt,
Tại sao một vị chân tu như sư phụ mình mà bị như vậy? Chư vị ơi, lạ lùng không? Đến sau cùng rồi thì Ngài liệt vượt qua cảnh chết, tức là Ngài tỉnh lại. Tỉnh lại rồi thì Ngài mới nghĩ, ủa, nếu mà trong lúc ta mê man bất tỉnh một thời gian dài như vậy, ta chết đi thì ta đi đâu? Vì mê man bất tỉnh, bao nhiêu cảnh giới đến với Ngài, hoàn toàn Ngài không chủ động được cái gì cả. Tức là Ngài hoàn toàn lệ thuộc vào cái nghiệp trước, nghiệp báo của Ngài. Chứ vị có thấy rõ ràng đâu. Khi mà Ngài hối như vậy thì tự nhiên bên cạnh đầu giường của Ngài có một cái kinh A-di-đà Ngài cầm lên đọc. Mà chính kinh này là hàng ngày Ngài có tụng qua mà Ngài không đấy. Khi Ngài đọc qua rồi Ngài nghĩ ngỡ ngàng, đây chính là con đường một đời này thoát ly sanh tử luân hồi, ta thành đạo đấy mà ta không hay. Cho nên chư vị mà đọc cái kinh mà A-di-đà yếu giải là của Ngài ngẫu trong vòng 9 ngày sau khi mà Ngài thoát khởi công bệnh, Ngài chỉ làm trong 9 ngày thôi mà hoàn thành một cái bộ mà gọi là bộ gì thầy? Là giản ký đấy phải không? Gọi là A-di-đà yếu giải đấy. Mà Ngài Ông Quang sau này còn tuyên dương là chư cổ Phật tái lai có làm giảng ký cái bộ kinh Gia Đà cũng hơn, cũng không hơn Ngài. Ngài ngẫu ích đại sư đâu. Như vậy thì chư vị thấy cái gì đây? Vì Ngài quyết lòng pha nghiệp mà hình như là Địa Tạng Vương Bồ Tát mới điềm chỉ cho Ngài một cái phương pháp pha nghiệp tuyệt vời. Đúng là lọc thành tất linh, là ông ngã một căn bệnh xuống, coi là bao nhiêu năm qua ông quyết lòng phá nghiệp, sau cùng phá nổi nghiệp này không? Nếu phá nghiệp thì đâu có thể mà mê man bất tỉnh nằm chờ chết, chứ việc thấy không? Cho nên Ngài ngộ từ một cái đó mà ngộ ra con đường giải thoát. Chư vị ơi, chúng ta đã từng bệnh chưa? Có bệnh chưa chứ? Chư vị có nhiều khi mê man bất tỉnh không? Chư vị có thường đi xe mà bị tai nạn không? Cái nạn Covid vừa rồi có thấy chư vị kinh hoàng không? Chúng ta đã từng trải qua không biết bao nhiêu căn bệnh hải hùng mà chúng ta không chịu ngộ. Ôi thôi, tổ làm gương cho chúng ta, vậy chúng ta hãy ngộ đi, ngộ cấp kỳ đấy. Một sự đại ngộ này đưa chúng ta vượt qua cả ách nạn công nghiệp trước, đi thẳng về Tây Phương thành tựu đạo quả. Chư vị biết đi bằng con đường nào chưa? Liệm Phật vãng sanh. Đi theo như Ngài Ngộ Đạo Sư, một câu A Di Đà Phật niệm tới cùng, Ngài thành một vị đại tổ sư của Tịnh Độ Tông. Mà Hòa Thượng Tịnh Không nói là cái thân phận của tổ mà chưa rõ ràng, nhưng mà nghĩ rằng có thể Ngài là A-di-đà Phật thì nhớ cho chúng ta con đường giải nghiệp vãng sanh thành đạo chăng? Mong quý vị chú ý nhé. A-di-đà Phật. Giờ xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức của Thầy Thích Tịnh Hải, của Chư Tôn Đức Tăng Ni đã hướng dẫn chúng con được rất là thấu hiểu, quyết lòng một đời này chúng con niệm câu Phật hiệu đến cùng, thiết tha cầu nguyện vãng sanh, và còn là kết nhóm với nhau nghiên cứu hộ niệm để mà hiểu thật thấu, hành đúng, hộ niệm cho nhau để ai cũng có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị có đồng ý là như vậy không ạ? Dạ, một lần nữa xin chư vị cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức của Chư Tôn Đức Tăng Ni đã hướng dẫn chúng con.